10 đấu trường đa năng lớn nhất Đông Nam Á hiện tại. Tọa lạc tại làng Harapan, quận Đông Sentani, Jayapura Regency, tỉnh Papua. Sân vận động Luka NMB được xây dựng để phục vụ tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia lần thứ 20, PON 2021. Công trình được khởi công vào ngày 19 tháng 12 năm 2016 trên khu đất rộng 13,7 ha, với tên gọi ban đầu là Sân vận động Papua Bangkit. Công việc xây dựng sân vận động hoàn thành vào tháng 6 năm 2019. Sân được khánh thành vào ngày 23 tháng 10 năm 2020 và chính thức đổi tên thành Luka NMB. Chi phí xây dựng sân vận động Luka NMB là 1,3 nghìn tỷ rupiah đến từ quỹ tự trị đặc biệt và ngân sách quốc gia của Indonesia dành cho tỉnh Papua. Sân vận động Luka NMB có sức chứa hơn 40.000 khán giả, ghế trên khán đài tạo thành một bức tranh được khảm bằng 3 màu sắc đỏ, trắng và xám. Tất cả cơ sở vật chất của sân vận động đều đạt tiêu chuẩn quốc tế nên có thể sử dụng cho các hoạt động thể thao đẳng cấp Olympic. Loại cỏ được sử dụng tại sân vận động là cỏ Zoysia Marcella. Đường chạy điền kinh tổng hợp tại sân vận động Luka NMB cũng được chứng nhận hạng nhất theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Quốc tế IAAF, trong khi hệ thống chiếu sáng có công suất 1.800 lux. Bên ngoài sân vận động được bao quanh bởi các họa tiết trang trí mặt tiền bằng thép cong, làm nổi bật các hình chạm khắc đặc trưng của người Papua, tạo thêm điểm nhấn cho sân vận động tráng lệ này. Đây cũng là một trong những sân vận động sở hữu cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp mắt tại Indonesia, với núi non trùng điệp bao quanh. Hiện tại, sân vận động Luka NMB đang là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Persipura Jayapura, đội bóng đang chơi tại Liga 2 Indonesia. Sân vận động chính Riau được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2009, trên khu đất rộng 66,4 ha, tại thành phố Pekanbaru của tỉnh Riau, Indonesia. Với diện tích xây dựng là 7,4 ha, nó chính thức được khánh thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2012. Với tổng kinh phí xây dựng lên tới 1,2 nghìn tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động này được xây dựng để trở thành địa điểm chính của tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia 2012. Đây là một trong những sân bóng có thiết kế đẹp tại Indonesia. Trong đó, thiết kế cấu trúc mái và mặt tiền khiến sân vận động giống như một con tàu vũ trụ với các dầm lớn dốc dọc theo khu vực khán giả, gần như bao phủ toàn bộ khán đài phía dưới. Khán đài sân vận động chính Riau có thiết kế hai tầng đều nhau ở cả bốn mặt. Toàn bộ khán đài đã lắp đặt ghế đơn, mang đến sức chứa 40.700 khán giả cho sân vận động này. Mặt sân sử dụng cỏ lá gừng, đến thời điểm hiện tại chất lượng mặt sân này là rất thấp. Kể từ sau khi tổ chức PON 2012, việc khai thác kém hiệu quả dẫn đến sân vận động gần như bị bỏ hoang phần lớn thời gian từ đó đến nay, khiến cơ sở vật chất tại đây bị xuống cấp trầm trọng. Gelora Bung Tomo được biết đến là một trong những sân vận động cuồng nhiệt bậc nhất tại Indonesia. Được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 2008, trên khu đất rộng 100 ha tại thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 11 tháng 8 năm 2010. Với kinh phí xây dựng khoảng 452 tỷ rupiah Indonesia, sức chứa ban đầu của sân vận động Gelora Bung Tomo là 55.000 khán giả. Trong giai đoạn từ 2019 đến 2020, sân vận động này đã trải qua quá trình cải tạo nâng cấp lớn để phục vụ FIFA U20 World Cup và giờ là FIFA U17 World Cup vào cuối năm nay. 100 tỷ rupiah Indonesia đã được chi cho một loạt cải tạo để sân vận động này đạt tiêu chuẩn khắt khe của FIFA, bao gồm việc lắp đặt bảng điểm ở khán đài phía Bắc, sân lại và sửa chữa mặt tiền, đồng thời bổ sung thêm ghế ngồi cho sân vận động để biến nó thành một sân vận động có đủ chỗ ngồi phù hợp. Các ghế được sắp xếp theo kiểu khảm trên nền màu xanh lá cây tượng trưng cho màu áo của đội chủ nhà Persebaya. Sức chứa của Gelora Bung Tomo giảm xuống 45.000 khán giả như hiện nay. Mặt sân Gelora Bung Tomo sử dụng cỏ Zoysia Japonica, trong khi dàn đèn chiếu sáng có công suất 2.400 lux. Sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin nằm ở huyện Kuala Neres của bang Terengganu. Được xây dựng từ năm 2005 đến 2008, với kinh phí 270 triệu ringgit. Sân vận động sau đó cải tạo vào các năm 2009, 2014 và 2018. Sức chứa của sân vận động này là 50.000 khán giả. Mặt sân Sultan Mizan Zainal Abidin sử dụng cỏ Bermuda. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Terengganu.
sân vận động quốc gia Rajamangala, Thái Lan. Nằm trong khu liên hợp thể thao Hua Mak, quận bang Kapi của thủ đô Bangkok. Sân vận động này được xây dựng từ năm 1988 đến 1998. Với kinh phí xây dựng 1,26 tỷ baht. Sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Rajamangala là 51.522 khán giả. Sân vận động quốc gia Singapore. Nằm tại khu vực Kallang, sân vận động này được xây dựng từ năm 2010 đến 2014. Với kinh phí xây dựng 1,87 tỷ đô la Singapore, bao gồm các công trình thể thao phía ngoài sân vận động, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Singapore là 55.000 khán giả. Philippine Arena được khởi công xây dựng vào ngày 17 tháng 8 năm 2011 tại Bocao và Santa Maria, Bulacan. Với diện tích 99.200 m², công trình chính thức khánh thành vào ngày 21 tháng 7 năm 2014. Kinh phí xây dựng là 213 triệu đô la Mỹ. Nó thuộc sở hữu của Iglesia Ni Cristo, một nhà thờ Kitô giáo phi truyền thống. Đấu trường có kích thước 227 m × 179 m và chiều cao 65 m. Ý tưởng thiết kế của Philippine Arena được lấy cảm hứng từ cây Nara, tức là cây dáng hương mắt chim, trong khi mái nhà được lấy cảm hứng từ một túp lều Nipa. Khán đài của đấu trường là khán đài một mặt và được phân chia thành hai tầng, được xây dựng theo hình bán nguyệt với các ghế ở hai bên và phía trước khu vực sân thi đấu, cùng với 2.000 chỗ ngồi di động ở phía đối diện, mang đến sức chứa 55.000 khán giả, biến Philippine Arena trở thành đấu trường trong nhà lớn nhất thế giới hiện tại. Ghế trên khán đài Philippine Arena được chia thành 3 phần, xanh lá cây, trắng và đỏ, là những màu sắc trên cờ của Iglesia Ni Cristo. Mái che của đấu trường có hình bầu dục, với kích thước 227 m × 179 m, được xây dựng từ 9.000 tấn thép. Mái che được xây dựng như một phần riêng biệt để giảm tải trọng cho đấu trường. Đấu trường cũng được chia thành nhiều cấu trúc để tăng cường khả năng chống động đất. Philippine Arena là một địa điểm thể thao và giải trí đa năng, có khả năng tổ chức một loạt các sự kiện từ quyền Anh, bóng rổ, quần vợt đến các buổi hòa nhạc. Sân vận động quốc gia Morodok Tekau, Cambodia. Nằm tại thủ đô Phnom Penh, sân vận động này được xây dựng từ năm 2017 đến 2021. Với kinh phí xây dựng 168 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc gia Morodok Tekau là 60.000 khán giả. Sân vận động chính Gelora Bung Karno chính là trái tim của khu liên hợp thể thao này. Kinh phí xây dựng sân vận động được tài trợ một phần từ Liên bang Xô Viết. Hoàn thành ngày 12 tháng 7 năm 1962, đây từng là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới, khi có thời điểm sức chứa của nó đạt đến 110.000 khán giả. Sức chứa của sân đã giảm xuống 2 lần sau khi cải tạo. Lần đầu tiên là xuống còn 88.306 chỗ ngồi vào năm 2006, và lần thứ hai là xuống còn 77.193 chỗ ngồi sau khi nó được cải tạo cho Đại hội Thể thao Châu Á 2018. Sân vận động này nổi tiếng với mái che hình chiếc nhẫn, được gọi là Temu Gelang, nghĩa là chiếc nhẫn khổng lồ, được thiết kế để che phủ cho khán giả và tăng vẻ hùng vĩ của sân vận động. Tên gọi ban đầu của sân vận động này là Senayan, và chính thức mang tên sân vận động chính Gelora Bung Karno kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2001. Hiện tại, đây vẫn là sân vận động quốc gia của Indonesia, và là một trong những sân vận động tốt nhất châu Á hiện nay. Sân vận động Bukit Jalil, Malaysia. Nằm tại Bukit Jalil, thủ đô Kuala Lumpur, sân vận động này được xây dựng từ năm 1995 đến 1998. Với kinh phí xây dựng 1 tỷ ringgit, sức chứa hiện tại của sân vận động Bukit Jalil là 87.411 khán giả.